Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Không khí lạnh lại tiếp tục được bổ sung xuống nước ta khiến cho nhiệt độ duy trì ở ngưỡng rét đậm, rét hại. Cao nhất hôm nay chỉ ở ngưỡng là từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi còn thấp hơn. May mắn là trời tạnh ráo nên việc giao thông đi lại cũng thuận lợi hơn. Tình trạng băng giá tiếp tục duy trì tại vùng núi khi mà nhiệt độ xuống thấp. Như hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy, băng giá đã phủ trên diện rộng ở nhiều khu vực núi cao. Thời tiết rét sâu cùng với nồm ẩm những ngày vừa qua đã khiến cho khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19 gia tăng. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy mà quý vị cần cẩn trọng hơn nữa, giữ ấm cơ thể, hạn chế uống nước lạnh hay là mặc phong phanh để cho khiến cơ thể nhiễm lạnh, suy giảm sức đề kháng. Và cùng với đó thì chúng ta cần phải tăng cường biện pháp phòng dịch 5K và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Tương đồng với thời tiết Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét hại với nền nhiệt độ cao nhất hôm nay cũng chỉ trong khoảng là từ 13 đến 15 độ, có nơi thấp hơn. Quá trình không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam gây ra gió Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp với điều kiện địa hình nên mưa rào và dông rải rác gia tăng tại khu vực Trung Trung Bộ. Còn khu vực Nam Trung Bộ do nằm xa khối không khí lạnh nên thời tiết ít có sự biến đổi nhất, phổ biến chỉ có mưa vài nơi. Vùng cao Tây Nguyên cũng chịu tác động của không khí lạnh khuếch tán nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến vào khoảng là 26 đến 29 độ, còn với Nam Bộ ngày có nắng nhiều với mức nhiệt là 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Lưu ý với quý vị là mưa dông trái mùa có thể xuất hiện, lượng mưa tập trung chính tại ven biển các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào chiều tối, kèm theo khả năng xảy ra dông sét, vì thế mà người dân cần chú ý đề phòng. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Trên các vùng biển này thì có mưa rào và dông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km và đề phòng lốc xoáy nguy hiểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 23 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.